Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Kiếm Tiền 6886. Một cái nội dung chính hôm nay cực kỳ hot. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em cách để chúng ta khai thác cái token WOW trên ví điện tử là WOW Wallet. Ok, nó tương tự như là WeTrade Wallet thôi, nhưng mà hiện tại dự án đang có chương trình Airdrop, tức là chúng ta sẽ khai thác miễn phí cái token WOW này cộng với USDT miễn phí mỗi ngày nha anh em. Rất là ngon luôn á. Đây là một cái kèo mình khẳng định là sẽ là hầu như là ăn chắc 100% nha anh em, rất là êm luôn. Rồi bây giờ để bắt đầu khai thác thì anh em phải tải cái app ví điện tử này về thì anh em mới được khai thác nha. Rồi sau khi anh em click đường link dưới phần mô tả, anh em nó ra một cái giao diện đưa đến giao diện Start Play hoặc là App Store, anh em cứ cài đặt và chúng ta sẽ mở lên để chúng ta bắt đầu khai thác nha. Ok, thì đối với cái ví này nó tương tự như là đăng ký, tương tự như là ví Trust Wallet. Ngay chỗ mà chúng ta tạo mật khẩu hay này kia anh em thì nó sẽ tối màn hình, cho nên anh em cứ lắng nghe cái lời nói cũng như là review của mình để anh em biết cách mà làm. Rồi anh em cứ nhấn vào cái chỗ là hãy bắt đầu ha, anh em nhấn vào thì ở đây nó sẽ đưa đến một cái ví, thì chúng ta sẽ bắt đầu là tạo ví nha anh em. Thì ở đây anh em đã có ví rồi thì anh em chỉ cần nhập cái ví thôi, nhưng mà mình chưa có ví cho nên anh em phải nhấn cái tạo ví ha, và đăng ký thì chúng ta sẽ nhận ngay cho mình là 10 USDT đó, rất là ngon ha, và khai thác miễn phí token WOW của dự án. Ok, anh em nhấn vào chỗ tạo ví nè. Thì ở đây nó yêu cầu chúng ta là nhập cái mật khẩu mới. Thì mật khẩu này gồm có 6 số, anh em nhớ lưu ý ha, phải đặt cái gì mà dễ nhớ nhất để anh em dễ nhớ ha. Ok, thì sau khi anh em đã đặt mật khẩu rồi thì anh em nhớ ha, bấm vào cái chữ là tôi đồng ý bên dưới này, check vào màu xanh ha, giúp cho mình. Thì mình sẽ đồng ý hết cái điều khoản của cái ví điện tử này. Anh em bấm tiếp tục thì nó sẽ hiện ra cái khung 12 ký tự này. Anh em nhớ ha, sao chép lại 12 cái ký tự đặc biệt này để chúng ta nhập ví nha anh em. Để sau này chúng ta có quên đó thì chúng ta chỉ cần nhớ 12 cái ký tự này là chúng ta có thể nhập vào để chúng ta mở cái ví của chúng ta lên. Nó tương tự như là ví trước thôi. Anh em chỉ cần nhấn vào sao chép, sau đó anh em chụp lại cái màn hình một lần nữa cho nó chắc ha. Anh em lấy cái điện thoại khác chụp nha anh em, tại vì anh em chụp trực tiếp trên cái điện thoại này thì sẽ không được nha. Sau khi mà anh em sao chép và chụp xong á, thì anh em nhớ nhấn tiếp tục để chúng ta nhập lại cái 12 ký tự theo thứ tự từ 1 đến 12. Anh em lưu ý nha, phải nhập đúng thì nó sẽ bắt đầu là xác nhận cho anh em. Ok, và ở đây nó yêu cầu chúng ta là nhập ký tự thứ 6 nè, thứ 4 và thứ 10. Còn của anh em có thể là nhập cái khác nha anh em. Còn mình thì nó yêu cầu nhập 3 ký tự thứ 6, thứ 4 và thứ 10. Thì mình cứ làm đúng thứ tự như vậy thôi. Còn nếu anh em nhập số 3, số 5, số 7 gì đó, đó là tùy theo cái ví nó yêu cầu anh em xác nhập như thế nào. Thì anh em cứ xác nhập 12 ký tự đó đúng theo cái mà mình đã sao chép cũng như là chụp ha. Ok, thì sau khi chúng ta đã nhập xong thì chúng ta bấm xác nhận nha anh em. Thì nó sẽ bắt đầu là load cái ví của chúng ta vào cái ví điện tử. Ok, thì nó đã trở vào ví và hiện tại số dư của mình anh em cũng thấy rồi, sẽ là 0 đồng ha. Ok, không có đồng. Tức là hiện tại cái ví này nó đang tặng cho chúng ta đào trên nền tảng là coi ví miễn phí 10 USDT. Thì lát nữa mình sẽ vào mình hướng dẫn anh em cách nhận 10 USDT cũng như là khai thác ví. Ok, thì cái ví điện tử này nó tương tự như là ví Trust Wallet thôi, nó cũng có một là trao đổi nè đó, rồi thứ hai là một DAT nè đó, nó tương tự như ví Trust anh em. Rồi cài đặt ha, ngoài cái ví chính này chúng ta cũng có thể tạo nhiều ví phụ, anh em chỉ cần vào cái chỗ cài đặt, anh em nhấn vào chữ ví ha, thì anh em có thể là tạo thêm ví mới bằng cách là chúng ta nhấn vào dấu cộng ở đây. Nó tương tự như là Trust Wallet thôi anh em. Đây là một cái kèo ví cực kỳ tiềm năng. Ngoài ra chúng ta cũng có thể là chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác nha anh em. Ở đây mình Việt Nam thì mình chọn Việt Nam. Ok ha. Và cái kèo khôi quý này là một cái kèo mình nói anh em luôn á, cực kỳ ngon và tiềm năng. Anh em đang cho khai thác miễn phí thì chúng ta cứ tranh thủ khai thác nha. Ok. Và sau khi chúng ta đã tạo cái ví thành công rồi thì công việc của chúng ta là bắt đầu là dán đường link của cái dự án khai thác cái token WOW này vào để chúng ta bắt đầu khai thác nha. Ok, thì anh em chú ý giúp cho mình nha. Chú ý giúp cho mình, ở bên dưới nó có cái mục DAT nè, anh em nhấn vào nha, nhấn vào mục DAT này. Và ở đây nó có một cái chỗ là để chúng ta nhập cái trang web vào. Ok ha. Thì ở đây anh em cũng nhìn nè, thì nó sẽ có những cái sàn giao dịch nó sẽ kích hoạt trên này như là PancakeSwap nè, hoặc là UniSwap, chúng ta có thể là trao đổi những cái đồng coin trên này, hoặc là Bullcoin, anh em cũng có thể nhập vào cái ví này để chúng ta trao đổi nha anh em, cũng không cần phải trên WeTrade ha. Ở đây là một cái ví rất tiện lợi và nó đang miễn phí Airdrop để chúng ta khai thác, thì anh em cứ khai thác ngay. Và cái đường link để khai thác thì mình dán, mình ghim bên dưới phần mô tả bình luận video ha. Sau khi dán xong anh em cứ bấm tìm kiếm giúp cho mình nè. Đó, anh em lưu ý ha, cứ xem kỹ video của mình anh em sẽ biết cách khai thác. Thì đối với cái trang web WOW token này á, thì đôi khi nó cũng bị lag, nó load hơi lâu chút xíu nha anh em. Anh em cứ chịu khó ha. Ok, thì sau khi chúng ta load vào trang web khai thác rồi, anh em nhớ nhấn vào cái chỗ là Wallet Connect này để chúng ta
kết nối và bắt đầu khai thác anh em nhấn vào. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái ví chính của mình luôn nha anh em. Thì lúc nãy anh em tạo cái ví nào thì anh em cứ chọn ví đó, anh em bấm kết nối giúp cho mình nè. Ok ha, thì nó đang kết nối. Rồi anh em bấm chữ xác nhận giúp cho mình. Thế là chúng ta đã kết nối cái ví thành công. Rồi sau khi kết nối cái ví thì nó sẽ review hướng dẫn chúng ta ha. Chúng ta cứ kích vào trang chủ nè. Ok ha, cứ kích vào làm theo hướng dẫn của nó nha anh em. Cứ kích vào. Ok nè. Rồi thứ ba chúng ta nhấn vào. Ok, thì anh em sẽ nhận được ngay cho mình là 10 USDT đó, 10.000 USDT cho người chiến thắng ha, quỹ dùng thử miễn phí nha anh em. Rồi anh em bấm nhận ngay bây giờ đó, khá là đơn giản như vậy thôi. Rồi chiến lược đặt cược 1D, tức là mình sẽ đặt cược để chúng ta nhận được thêm cái token wow cũng như là USDT. Anh em bấm xác nhận nè, đó khá là đơn giản như vậy thôi. Và hiện tại anh em vào cái chỗ wow thì anh em sẽ thấy được ha, khai thác tốc độ của mình nè, hiện tại là 0.09 wow trên 1 giờ nha anh em. Và mời bạn bè thì chúng ta cũng sẽ được tăng tốc độ đào là 0.06 cho một người bạn thành công. Thì anh em nhấn vào khai thác tốc độ nè, thì anh em sẽ thấy ha. Thì ở đây mình cũng đã khai thác rồi nè anh em thấy không? Đó. Và mình cũng có thể là dùng cái số tiền 10 USDT để mình mua cái tốc độ ở đây nha anh em. 10 USDT nó tặng cho mình đó. Ok ha. Thì bây giờ mình sẽ nhấn vào nè, cái này á anh em cứ nhấn vào hình cái búa thì nó sẽ khai thác cho anh em. Đây. Thì cứ sau 24 giờ anh em cứ nhấn vào hình cái búa ở đây thì anh em sẽ được khai thác miễn phí cái token wow này. Ok nha. Anh em lưu ý. Và để mà chúng ta kiếm thêm cái token wow thì ở đây có cái tia sét ở dưới nè, anh em nhấn vào nè. Thì nó có một số cái để chúng ta kiếm token wow miễn phí, anh em nhấn vào. Đây. Thì hiện tại anh em có thể là được stack in cái này là cái 10 đô nè anh em stack in cái này thì anh em khai thác ở đây ha, USDT và token wow ở đây. Ok. Rồi, bây giờ mình nhấn vào cái hộp quà ở đây anh em, hộp quà ở đây nè để chúng ta nhận thêm cái token wow ha. Ở đây thì chúng ta sẽ mở ngẫu nhiên anh em, cái này miễn phí, cứ vài tiếng chúng ta vào đây chúng ta mở ha. Ok, thì cứ sau 4 tiếng anh em cứ vào đây nhận một cái hộp mù miễn phí này để chúng ta mở ra nhận thêm cái token wow đây. Mình vừa nhận được 0.03. còn cái bên USDT này á, là chúng ta phải bỏ ra 1 USDT thì chúng ta mới mở được cái hộp này nha. Rồi bây giờ mình sẽ trở ra cho anh em xem tiếp tục cái số 2 ở cái vòng quay may mắn này, chúng ta cũng sẽ được quay miễn phí. Ok ha. Thì anh em chỉ cần nhấn vào cái chữ spin ở đây thì nó sẽ quay cho anh em. Đó, khá đơn giản như vậy thôi. Thì mỗi ngày như vậy nó sẽ cho chúng ta quay nha anh em, quay miễn phí ha. Rồi, 0.01 tiếp. Đó, cứ đúng 6 tiếng thì anh em cứ vào đây quay nhận một lần. Đó, khá đơn giản. Và bên này là cái chuông thông báo về cái tin tức rồi những cái mà chúng ta lịch sử của chúng ta ha. Ok. Rồi, bây giờ ở đây nó có cái một cái ví nè, anh em vào kiểm tra cái ví của anh em ở đây. Đó, nhấn vào. Thì ở đây cái ví của anh em sẽ thấy được nè, 1 USDT miễn phí nè. Đó, thì hiện tại nó sẽ tặng 10 nhưng mà để nó khai thác nha anh em, khai thác từ từ chúng ta sẽ nhận được 10 USDT ở đây. Đó, lưu ý ha. Rồi anh em vào tia xét tiếp nè, anh em vào cái chỗ hộp quà này, mình sẽ mở thử một cái hộp quà bằng USDT nha anh em. Thì mình đang có 1 USDT thì mình sẽ bật lên ha, bật lên nè. Ok, mình nhận được 0.6 USDT. Cái này là miễn phí lần đầu nha anh em, miễn phí lần đầu ha. Thì nói chung là những cái kèo như thế này á là chúng ta cứ khai thác miễn phí. Bây giờ mình đã lỗ mất hết một rồi, nhận lại chỉ có 0.6 thôi. Nói chung nếu như may mắn thì chúng ta mở ra chúng ta nhận được nhiều ha. Ok, thì đó là cái cách khai thác miễn phí đối với token wow. Rồi anh em nhấn vào cái hình wow ở trên giữa anh em để anh em kiểm tra số dư của anh em ở đây nha. Và anh em nhấn vào cái hộp mời bạn bè ở đây nè để nó ra một cái đường link. Thì người ta chỉ cần sao chép đường link này, người ta chơi, người ta dán vào ha, thì anh em cũng sẽ tăng thêm cái tốc độ đào và anh em nhận thêm hoa hồng ở đây nè. Đó, nó sẽ theo cấp bậc. Và anh em nhấn vào cái mũi chia sẻ ở đây nè. Đó, thì nó sẽ ra đường link. Thì anh em chỉ cần copy hình hai biên tập ở đây. Đó, nhấn vào. Thành công. Rồi anh em cứ chia sẻ ha. Thì cái đường link khai thác này mình sẽ ghim bên dưới phần mô tả và bình luận video nha. Anh em nhớ nha. Anh em nhớ vào đó, dán vào cái ví điện tử vào để chúng ta khai thác token wow miễn phí. Và đây là một cái kèo cực kỳ tiềm năng, mình khuyên anh em không nên bỏ qua kèo này. Ok nha. Rồi, để mà thoát ra thì anh em cứ nhấn vào cái trên này nè, nhấn vào cái mũi tên để chúng ta thoát ra cái ví của chúng ta. Đó, thì hàng ngày anh em khai thác thì nó sẽ có cái mục để chúng ta kiếm USDT miễn phí nữa nha anh em. Thì lâu lâu nó sẽ tặng cho chúng ta ở cái mục mà hình bánh răng này nè, hình cái chỗ tia sét nè. Đó, thì nó sẽ khai thác cho chúng ta ha. Ví dụ ở đây anh em cũng có thể buy ở đây nè, cũng có thể mua ha. Ví dụ ở đây mình mua 10 đi ha, 10 đi thì anh em sẽ mua thêm tốc độ đào. Đó, buy nè. Thì hiện tại số dư của mình chưa có đủ nha anh em, cho nên mình chưa khai thác tốc độ bên này ha. Rồi, anh em cứ chia sẻ cho bạn bè của mình để chúng ta cùng nhau tăng tốc độ đào và kiếm thật nhiều token wow này để sau này có cơ hội chúng ta sẽ đổi đời nha anh em. Ok ha.
mình đã review xong cho anh em về cái ví điện tử WOW Token và khai thác miễn phí token WOW trong vòng 24 giờ kích một lần. Ok, thì anh em nào thấy video hay thì nhớ đăng ký, nhấn like và chia sẻ cho mọi người cùng tham gia cái kèo này nha. Đây là một cái kèo miễn phí uy tín và tiềm năng đó anh em. Rồi sau đây mình sẽ random cái video qua cho tất cả anh em nha. Rồi mình cũng vào kênh Twitter của nó để mình theo dõi cái dự án này nha anh em. Ok ha, anh em nhớ theo dõi nha. Cái kèo này thì mình thấy khá là tiềm năng anh em, tới là 117 lượt đang theo dõi rồi. Rất là khủng đó, kèo mới nhưng mà mình thấy khá là tiềm năng. Và bài đăng của nó rất là nhiều lượt xem cũng như là lượt comment nha anh em, mình thấy khá là nhiều á. Và có những bài đăng rất là hot anh em, rất là hot đó. Rồi, ở bên dưới thì tới 197 lượt thả tim anh em. 8.988 lượt xem. Ở trên này thì 64.000 người xem đó. Hiện tại quý này càng ngày càng phát triển anh em à. Ok ha. Thì nó có một chương trình airdrop dành cho ba bạn may mắn nè. Ở đây anh em có thể dịch ra nè. Đó. Người dùng mới khai thác trong vòng 4 ngày sẽ kiếm được 5 phần thưởng WOW. Chia sẻ hình ảnh chụp màn hình khai thác mỗi ngày thì anh em sẽ được là tổng cộng là tới 15 WOW. Và trích lại bài trích ha. Anh em cứ làm theo cái chương trình airdrop này thì chúng ta cũng sẽ nhận thêm token WOW nha anh em. Ok ha, khá là hay á. Rồi, mình thoát video và mình random nha anh em. Ok, video của một ngày trước 193 lượt xem. Thì nếu như video trên 2 đến 300 lượt xem thì mình sẽ random 2 bạn ha. Trên 500 1.000 thì mình sẽ random 3 bạn. Ok ha. Nhưng mà tại vì video của này ít lượt xem quá anh em xem á, có Acclom hoặc là Axibam thì anh em cũng nhớ like cho mình một cái like anh em. Nhiều khi lượt xem á, nó phụ thuộc vào lượt like rất là nhiều. Anh em vào mà không thấy like mà thấy comment spam khá là nhiều thì mình cũng trao thưởng cho tất cả mọi người đều hết. Nhưng mà anh em cũng phải cho mình một cái like nha anh em. Ok ha. Rồi, có 110 comment hợp lệ anh em. Rất là nhiều comment nhưng mà lượt like thì khá là ít. Đó, mình khuyên em á, cứ like cho mình một cái ha. Mình sẽ chọn ra một bạn chiến thắng nè. Ok, là Lagiwit thì bạn hãy liên hệ qua Telegram nhận thưởng nha. Bye.